Sau trận thua Atalanta 0-3 ở tứ kết lượt đi Europa League, cựu hậu vệ Jamie Carragher muốn Liverpool dùng đội hình dự bị ở trận đấu lượt về để tập trung đua vô địch ngoại hạng Anh. Kết quả và màn trình diễn tồi tệ của Liverpool, điều an ủi duy nhất khi bị thất bại nặng nề như vậy là Liverpool nên ra sân với đội hình 2 ở trận lượt về và dồn toàn bộ sự tập trung cho ngoại hạng Anh. Trên sân Anfield, huấn luyện viên Jurgen Klopp thay tới 6 cầu thủ so với đội hình xuất phát trận gặp Man United. Theo truyền thông Anh, việc Klopp quyết định xoay tua đội hình để nhiều trụ cột nghỉ ngơi ngày hôm qua cho thấy ông có thiên hướng ưu tiên cho cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Sau cùng 31 trận đã đấu, Liverpool hiện có 71 điểm như Arsenal, nhưng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng vì kém chỉ số phụ và hơn Man City 1 điểm. Pháo thủ dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng và còn nắm lợi thế ở nhiều chỉ số phụ khác nếu bằng Liverpool hoặc Man City vào cuối mùa giải. Nhưng nếu Liverpool và Man City cùng vượt mặt Arsenal và kết quả bằng điểm thì mọi chỉ số khác giống nhau, thì hai đội bóng này sẽ đá thêm một trận playoff để xác định nhà vô địch. Theo quy định của ngoại hạng Anh, nếu hai đội bằng điểm, các chỉ số tiếp theo được xét đến lần lượt là hiệu số bàn thắng, số bàn ghi được, thành tích đối đầu và số bàn thắng sân khách trong trận đấu đối đầu trực tiếp. Trên bảng xếp hạng hệ số hiện tại của UEFA, Italia dẫn đầu với 16,571 điểm, hơn Đức 15,928 điểm và Anh 15 điểm. Tính toán từ Opta chỉ ra, các đội bóng tại Serie A có tới 94% cơ hội giành suất thứ 5 dự Champions League mùa 2024-2025, ngay cả khi Italia sạch bóng ở tứ kết các giải đấu mùa này. Khi mùa giải năm nay kết thúc, hai giải đấu dẫn đầu trên bảng xếp hạng của UEFA sẽ nhận được suất thứ 5 tham dự Champions League mùa sau thay vì 4 suất như mỗi quốc gia hiện tại. Khi đó, Premier League và Bundesliga có thể sẽ tạo ra cuộc đua song mã giành điểm số của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, có đó chiếm suất thứ 5 còn lại cùng Italia dự Champions League mùa 2024-2025. Sau loạt trận tứ kết lượt đi Cúp châu Âu, bóng đá Anh phần nào thất thế, Aston Villa là đội bóng duy nhất giành chiến thắng. Trong khi đó, Liverpool thua đậm 0-3 trước Atalanta, còn West Ham cũng hoàn toàn bất lực và thất thủ 0-2 trước Bayer Leverkusen tại Europa League. Tại mặt trận Champions League, Arsenal và Man City lần lượt hòa Bayern Munich và Real Madrid. Cơ hội đi tiếp của hai đội bóng Anh là vẫn còn, song cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro. Trong trường hợp chẳng may các đội bóng Anh thi đấu không tốt và đều bị loại ở cả 3 giải đấu tại các cúp quốc gia mùa này, bóng đá Anh sẽ chia tay với suất thứ 5 dự Champions League mùa sau. Marcus Rashford đã ghi 30 bàn trên mọi đấu trường ở mùa giải năm ngoái, nhưng đến mùa giải này, cầu thủ này mới chỉ có được 8 pha lập công. Huyền thoại Wayne Rooney thừa nhận sự ức chế với phong độ của Rashford và cho rằng chân sút người Anh đang không hạnh phúc mỗi khi ra sân. Cậu ấy đang có một mùa giải vô cùng khó khăn, chúng ta đều biết cậu ấy có năng lực và có mọi phẩm chất của một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Đó là điều khó chịu nhất, mùa trước cậu ấy đã ghi được rất nhiều bàn thắng, nhưng đến mùa này thì cậu ấy không thể bùng nổ. Bạn phải tự hỏi là lựa chọn tốt nhất của Rashford có phải là rời khỏi Manchester và có một khởi đầu mới hay không, nhưng đây là một chàng trai của Manchester. Tôi thích được thấy sự nghiệp của cậu ấy trở lại với quỹ đạo tại Manchester, được thấy cậu ấy ghi bàn và giúp câu lạc bộ giành những danh hiệu, nhưng cậu ấy thực sự đang có một mùa giải khó khăn. Có tin đồn cho rằng Rashford đang nhận được nhiều lời đề nghị từ PSG để thay thế Kylian Mbappe. Sự nghiệp của Rashford đang tụt dốc một cách thảm hại tại Manchester và cầu thủ này rõ ràng cần một khởi đầu mới. Cristiano Ronaldo được cho là đang thực sự cảm thấy khó chịu tại Saudi Pro League, đặc biệt là những tiếng hô vang Messi từ những cổ động viên đối thủ một cách thường xuyên. Hợp đồng của Ronaldo sẽ còn thời hạn tới mùa hè năm 2025 và chuyên gia bóng đá Ả Rập Xê Út Ben Jacob cho rằng thỏa thuận đó sẽ được thực hiện bất chấp thất vọng rõ ràng từ phía CR7. Tôi nghĩ anh ấy sẽ tham gia một mùa giải khác, Ronaldo vẫn cảm thấy rằng bản thân còn cơ hội tại đó. Vì vậy, có một khía cạnh cá nhân nào đó có thể ăn sâu vào cái tôi của Ronaldo nên anh ấy đã bắt đầu tất cả những điều này. Tương tự như vậy, anh ấy đang thất vọng Al Nassr đứng thứ 2, họ bị loại khỏi siêu cúp Ả Rập Xê Út. Ronaldo bị đuổi khỏi sân muộn trong trận đấu với Al Hilal. Và mỗi khi anh ấy làm điều gì sai trái, người hâm mộ đối phương lại hô vang cái tên Lionel Messi. Và tôi nghĩ việc Messi vô địch World Cup và Ronaldo đang ở Ả Rập Saudi đặt cạnh nhau khiến anh ấy thực sự khó chịu. Tôi tin CR7 sẽ thi đấu thêm một mùa giải nữa, nhưng rõ ràng có những khía cạnh hiện tại đang khiến Ronaldo khó chịu. Đặc biệt và kỳ lạ là giai đoạn này của sự nghiệp khi mọi người đang hô vang cái tên Lionel Messi với anh ấy. Ở trận tranh siêu cúp Saudi Arabia, Al Ittihad đã thảm bại 1-4 trước Al Hilal. Cả Karim Benzema và N'Golo Kanté đều ra sân ngay từ đầu, nhưng không thể giúp cho Al Ittihad giành được một kết quả tích cực. Về phần mình, mặc dù ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1, nhưng Hamdallah
vẫn bị các cổ động viên lao dữ dội khi rời sân. Đáp trả, tiền đạo người Maroc đã dội nước từ chai vào các cổ động viên trên khán đài. Ngay lập tức, một cổ động viên nam bất ngờ lấy roi quật liên tiếp vào người của cầu thủ này. Chân sút 33 tuổi vô cùng tức giận và định cùng một số đồng đội lao lên ăn thua đủ với người đàn ông ở trên. Sau đó, các cầu thủ khác và nhân viên trên sân vận động đã phải giải tán cuộc hỗn chiến cũng như đưa cầu thủ đến nơi an toàn. Trong khi đó, trên khán đài, người vung roi bị một cổ động viên khác xua đuổi trước khi các nhân viên an ninh trên sân vận động tới. Trong trận thua đậm trước Al Hilal khiến cho Al Ittihad mất đi cơ hội chinh phục danh hiệu lớn mùa giải năm nay. Sau khi sa sút nghiêm trọng ở giải vô địch quốc gia, tụt xuống vị trí thứ tư, những nhà đương kim vô địch Saudi Arabia chỉ còn hy vọng có danh hiệu tại cúp nhà vua. Tuy nhiên, đối thủ của họ ở bán kết lại cũng chính là Al Hilal. Atalanta đã gây bất ngờ khi đánh bại Liverpool với tỷ số 3-0 ở lượt đi tứ kết Europa League. Chiến thắng này giúp cho đại diện của Serie A giành lợi thế lớn trước trận đấu lượt về sau đây một tuần. Bên cạnh người hâm mộ Atalanta, một trong những cầu thủ vui mừng nhất với chiến thắng của đội bóng này là Rasmus Højlund, cựu tiền đạo của đội bóng vùng Bergamo. Sau khi trận đấu kết thúc, ngôi sao của Man United lập tức đăng tải hình ảnh các đồng đội cũ ăn mừng lên story Instagram với chú thích "không bao giờ bỏ cuộc". Không chỉ cổ động viên Atalanta, những người hâm mộ Man United cũng rất thích thú với hành động của Højlund, bởi Liverpool là đối thủ truyền kiếp của Quỷ Đỏ. Trái lại, các cổ động viên của Spurs lại cảm thấy khó chịu với bức ảnh của tiền đạo người Đan Mạch. Bình luận trên mạng xã hội, các Liverpoolian liên tục mỉa mai Rasmus Højlund. Højlund chỉ chơi cho Atalanta ở mùa giải 2022-2023 và đã ghi 16 bàn sau 42 trận trên mọi đấu trường. Chân sút 21 tuổi lập tức được các ông lớn chú ý. Man United là đội bóng nhanh chân hơn cả khi đã chi ra 72 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này ở mùa hè năm ngoái. Mùa giải đầu tiên của Rasmus Højlund ở Old Trafford đang diễn ra một cách khá ổn với 13 bàn trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Đan Mạch đã chạm trán Liverpool 3 lần và giành một chiến thắng. Ở hai trận đấu còn lại, Højlund cùng Man United đều cầm hòa Spurs. Dưới thời tân chủ sở hữu Tomori, Chelsea đã chi ra hơn 1 tỷ bảng để chiêu mộ ồ ạt các cầu thủ, song thành tích trên sân thì chẳng mấy cải thiện. Mùa giải năm nay, Chelsea đang đứng thứ 9 tại Premier League với 44 điểm sau 30 trận và khả năng cao không thể giành vé tham dự Cúp châu Âu mùa sau. Không như vậy, việc mua sắm vô tội vạ khiến cho Chelsea đối mặt với nguy cơ vi phạm quy tắc lợi nhuận và tính bền vững PSA của Premier League. Chính điều này buộc The Blue phải lên kế hoạch thanh lý bớt các cầu thủ nhằm cân bằng ngân sách, tránh bị trừ điểm giống như trường hợp của Everton và Nottingham Forest. Theo báo chí Anh, Chelsea đang cân nhắc thanh lý 11 ngôi sao ở mùa hè năm 2024. Trong số này, The Blue sẽ tập trung vào các sản phẩm cây nhà lá vườn vì nó sẽ giúp họ thu về lợi nhuận thuần túy liên quan tới PSA. Chelsea hoàn toàn không thiếu những ngôi sao được đào tạo tại Cobham và những cầu thủ học viện có thành tích cao nhất có thể ra đi thời gian tới là Conor Gallagher. Gallagher được cho là muốn ở lại Chelsea, nhưng việc anh được định giá cao cộng thêm chỉ còn 1 năm hợp đồng khiến cho The Blue rất muốn bán đi để dọn cỗ cho các cái tên khác. Trung vệ Trevoh Chalobah cũng là một cầu thủ khác của học viện Chelsea, cũng có tên trong danh sách cần thanh lý.